Đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày mùng 1 tháng 3, nguồn tin của báo Giáo dục và Thời đại cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có quyết định điều động công tác đối với đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang. Theo đó, đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh thay đại tá Nguyễn Ngọc Lâm. Trước đó, đại tá Nguyễn Ngọc Lâm được được Bộ Công an điều động giữ chức cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. Quyết định điều động đối với đại tá Nguyễn Ngọc Lâm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông có trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ông Nơi xuất thân từ tiểu đoàn tây đô. Đến năm 1998, ông chuyển công tác sang công an thành phố Cần Thơ. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ tại công an huyện Phong Điền, năm 2016. Ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ. Đến tháng 6 năm 2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động. Bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu. Sau khi Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Đại tá Nơi.